Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình lại cập nhật lại cái cây sứ mà mình thụ phấn nè các bạn. Thì cây này vừa rồi nó ra cũng nhiều trái lắm các bạn ơi. Đó, mình thụ phấn nó ra được cũng 16-17 cặp á, cặp trái các bạn. Nhưng mà mình cũng cố tình mình nuôi coi xem sao, nhưng mà nó cũng bỏ hết một số, rồi cuối cùng nó còn có 9 cặp các bạn. Đó, còn 9 cặp trái mà mình cũng ráng mình chăm, rồi cuối cùng cái thì cuối cùng thì cũng được, mình tính coi vậy là cuối cùng cũng được 8 cặp ngon lành. Còn có một cặp thì nó nhỏ xíu à, mà mình cũng chưa hái xuống sau cùng luôn, mà mình cũng chưa có ở ra coi coi hạt của nó có được không như các bạn nhé. Đây thì cái cây sứ này các bạn thấy không, nó nuôi cả bao nhiêu cặp mà hôm nay nè, nó teo củ luôn các bạn này. Đó, các bạn thấy nó nhanh nheo không? Cây này mới đầu nó lúc mình chưa thụ phấn má bông nó ra thì các bạn thấy là nó sum xuê mà nó tốt lắm nha các bạn nhé. Củ của nó cũng lớn nữa. Mà hôm nay mình thấy củ nó teo như nó nhỏ lại luôn. Đó thì nuôi bằng đó trái thì nó hút chất rất nhiều luôn. Cây này thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ cắt nước cho nó khô đi, bắt đầu mình xử lý lại cho nó các bạn, phục hồi lại cho nó. Chứ còn cây này mà bây giờ chăm tiếp chắc hơi khó đó. Bây giờ chỉ có nước mà cắt nước cho nó khô rồi mình xả tàn xả nhánh đi cho nó khô, thật khô, mình tưới cái kích rễ vô cho nó, cái là bắt đầu là nó phát triển lại các bạn. Nó thấy nó tươi tươi lên cái bắt đầu mình vô rốt hai rồi vô thêm phân cho nó, bắt đầu là nó phát triển, nó căng củ lên, là bộ tàn của nó, lá của nó là xanh bóng lại liền. Đó các bạn thấy này, nó nuôi trái mà nó không, cái đòn này nó ra nổi luôn, teo hết trơn rồi. Đó thì thường á, nếu mà thụ phấn cho nó thì các bạn thụ phấn là một cây á, chừng cặp 2 cặp trái thôi là được rồi, thì cái cây nó vẫn khỏe. Tại vì á, mình cố tình mình làm cho nó thật nhiều trái để chia sẻ lên cho các bạn xem, để coi coi mình chăm được không nha các bạn nhé. Thì đây, đó một cây của nó quá chừng trái này. Ở đây mình cũng đã hái ra mấy trái nằm đây rồi. Đó mấy trái là hạt đây rồi các bạn. Còn đây một số này. Thì đó thì nó mình cũng gỡ ra mình để trong này từ nọ giờ nữa các bạn, để cho mình hái cho khi nào hết thì thôi. Ngày hôm nay là hết trái luôn rồi. Giờ bắt đầu là gỡ cái này ra các bạn này. Đây đó. Đó, nãy giờ mình gỡ mình bỏ đây này. Cái này nó bay ghê quá các bạn. Nên mình phải đem xuống túi đằng sau nè. Chỗ nó không có gió mình làm. Đây còn mấy cặp trái nhỏ này, trái nhỏ không biết là nó có hạt của nó có đạt tiêu chuẩn không. Thì mình thấy cái hạt nào mà nó hạt nó nhỏ quá các bạn ơi, nó nhỏ hơn mấy trái lớn. Rồi mấy trái nhỏ này bỏ lại. Rồi cái đoạn này thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ gỡ hạt ra nha các bạn nhé. Bây giờ cái này gỡ cũng lâu lắm, mình máy mình gỡ nha các bạn. Rồi các bạn ơi, sau một hồi mình gỡ nè các bạn. Rồi gỡ lâu quá các bạn ơi, gió nó bay lung tung ấy. Mà mình đã ngồi ở trong này là không có gió nha các bạn. Đó đây là cái bông của nó này. Mình gỡ tới đâu mình cho vô bọc tới đó. Đó thì hoàn toàn trong cái hạt này đây, mấy cái này thì 3 trái là mình gỡ lúc trước các bạn. Mình cũng nói mình hái xuống trước đó các bạn. Bây giờ là tất cả nó được nhiêu đây, cũng nhiều lắm các bạn ơi, không biết là mấy trăm hạt nữa. Thì cái này để mình sẽ xoàn lại các bạn, mình sẽ xoàn lại một lần nữa. Cái hạt nào mà lép, hạt nào mà nhỏ thì mình sẽ bỏ bớt đi. Đó. lựa thì những cái hạt mà nó mẩy mà nó chắc đó, thì mình để lại trồng thì khả năng cao, khả năng mà nó ươm lên nó mới cao nha các bạn. Đó, con cây thôi mà quá trình các bạn. Mà cái cây này hạt của nó bé quá. Rồi để mình đi xoàn lại các bạn. Đó là tầm 3 trái này nó nhỏ nè các bạn. Nó nhỏ thì hạt nó nhỏ xíu à. Đó, 3 trái nhỏ mình cũng bỏ đi nè. Rồi vậy là tất cả được đây. Thì mình sẽ xoàn lại nhé các bạn nhé. Để coi coi được bao nhiêu hạt nhé. Xong rồi các bạn ơi, thì mình đã lựa nó ra hết rồi các bạn. Thì cái nào mà lép với hạt nhỏ mình bỏ hết rồi. Đó, thì mình đếm cũng được trên 800 hạt đó các bạn. Đó, có một cây thôi mà mình ươm mà nó lên nó ra quá chừng luôn. Thì mình cũng ít làm trái lắm các bạn ơi. Tại vì thỉnh thoảng mình muốn trồng thì mình làm trái mình chơi thôi. Tại có nhiều bạn cứ hỏi là có hạt không chia sẻ giao lưu chơi á, cho nên là mình cũng lôi nó ra để mình thụ phấn để quay clip lên cho các bạn xem luôn. Chứ còn làm trái cho cây á, thì nó cây nó bị nó dễ bị suy lắm các bạn. Nó ra bông nhiều rồi thì nó ra bông nhiều, nó đã bị suy rồi, mà bây giờ để nó nuôi nhiều trái nữa thì nó rất là phức tạp cho cây, cho nên mình cũng ít thụ phấn lắm. Vừa rồi thì mình cũng lôi ra mình thụ phấn để mình coi nó được bao nhiêu trái. Đó thì hôm nay là nó mang nhiều trái quá. Đó, mình cũng cố tình mình để cho nó để coi nó nuôi nổi không nha các bạn. Thì hôm nay nó nuôi cũng tương đối ổn đó. Thì vừa rồi mình cũng chăm sóc cho nó, mình vô phân vô thuốc cho nó, mình vô thêm cái canxi cho nó dữ lắm các bạn, cho nên nó mới nuôi trái cho đến cùng. Tại mang quá nhiều trái. Thì hôm nay mình thu hoạch được cũng trên 800 hạt rồi các bạn. Rồi thì cây này thì từ từ mình sẽ phục hồi lại sau. Mình sẽ phục hồi và mình chia sẻ cho các bạn xem. Tại vì cái lúc các bạn thấy lúc mà mình thụ phấn cho nó là nó tươi lắm các bạn ạ. Mà giờ thấy không, nó không lôi lá nữa thì mấy cái lá chân nó bắt đầu là nó vàng nó rụng hết, còn bên trên mấy cái lá này nó bị thiếu ăn luôn rồi các bạn. Hạ trái xong bắt đầu nó mới ra chồi ra đọt lại nè. Thì bây giờ cây này phải chăm sóc lại nhé. Nếu mà cảm thấy mà bộ tàn của nó không đẹp thì xả tàn đi, cắt nước xả tàn đi. Còn nếu mà mình cắt nước xả tàn xong rồi mình đợi cho khi nào nó chồi từ nó bắn ra thì lúc đó mình mới tưới kít rễ cho nó nha các bạn. Thì cây nó bắt đầu nó sẽ phục hồi lại. Đó, mình để cho khô cái đợt kít rễ một lần đi, xong cái đợi cho lúc nó khô rồi mình tưới cái rốt 2 vô cho nó cái thành phần đạm các bạn, là lúc đó nó phát triển khỏe. Thì xong xuôi rồi mình mới vô thêm phân cho nó. Cây cho nó là cây nó sẽ phát triển lại ngon lành thôi. Đó, các bạn thấy giờ nó sơ sát không? Giống như một người mẹ mà nuôi con đó các bạn. Đó, bây giờ là hái hết trái xuống thì cũng giống như người mẹ đang cắt sữa cho con, thì từ từ nó mới hồi phục lại nha các bạn nhé. Rồi thì còn những cái hạt này nè, thì các bạn nào có cần giao lưu thì alo mình nhé. Thì mình giao lưu anh em chơi giá hữu nghị thôi. Đó, mà khoảng có mấy trăm hạt rồi các bạn. Thì lâu lâu mình cũng thụ phấn rồi mình giao lưu cùng anh em. Anh em có gì mình để số điện thoại bên dưới đó, anh em nào cần thì alo mình nhé. Đó, mình sẽ để cho cái giá hữu nghị thôi, 50 hạt hay 100 hạt gì đó. Thì chỉ có bằng này thôi nha các bạn, chứ mình không có thụ phấn thường xuyên, mình không có phải nhà vườn cho nên mình không có thụ phấn nhiều đâu nha các bạn. Cái lâu lâu mình thụ phấn cây thôi. Để mình rồi đợt tới cái này mình cũng sẽ lấy mình ươm một vỉ, còn mấy chục hạt á mình ươm một vỉ để coi nó xem sao nha các bạn nhé. Rồi mình để bữa nữa rồi cái vỉ nó lên mầm hay sao rồi để mình quay cho các bạn xem luôn, rồi mình giao lưu luôn cho các bạn. Rồi các bạn ơi, sau một tuần lễ nè các bạn. Đó, mình hạ trái xuống sau một tuần lễ rồi thì các bạn thấy mình không tưới nha. Đây là cách mình phục hồi cái cây nha các bạn nhé. Nếu mà vừa rồi mình hạ trái xong mình lại cứ tưới vô cho nó là nó không có chịu nổi đâu. Thì cái lá của nó là bây giờ nó đang giống như nó đang bị yếu các bạn. Tại vì bao nhiêu nọ giờ chất dinh dưỡng lấy lên nó nuôi cả 20 trái, mười mấy 20 trái rồi, cho nên là giờ bộ lá nó yếu lắm, cho nên nó không có có đưa nước lên khỏe đâu, cho nên là mình cứ phải cắt nước cho nó khô, xong mình kích rễ cho nó, xong rồi lại cắt nước khô, xong rồi lại tưới đạm vô cho nó nha các bạn. Thì mình tưới như vậy thì từ cái bộ rễ nó mới phục hồi lại nha các bạn nhé. Chứ còn bây giờ mà cứ tống nước vô, mà tống phân vô cái là nó bị ngột nha các bạn. Tại vì cái bộ lá của nó cũng bị như vậy cho nên nó không có đưa chất lên nhiều được đâu. Thì tốt hơn hết là cứ cắt nước cho nó khô để nó tái tạo lại cái bộ rễ các bạn. Rồi mình lại tưới kích rễ nó thì nó tưới đạm vô nó thì nó sẽ phát triển lại. Đó thì với lại cái cách đó là cái cách là không có xả tàn. Nhưng mà cây này chắc mình xả tàn các bạn ạ. Mình sửa lại bộ tàn luôn, cho bo lại cái bộ tàn luôn. Thì mình sẽ xả tàn nó, rồi mình vẫn chưa tưới đâu. Đó, mình để bao giờ mà chồi tược nó bắn lên bắt đầu mình mới tưới kích rễ nha. Chứ tưới cái tưới nó phải có cách để mà tưới nha các bạn. Nó như nếu mà không xả tàn thì tưới mình sẽ tưới ngay kích rễ ngay cho nó. Còn nếu mà xả tàn thì mình lại ngưng nữa, đợi bây giờ chồi tược nó bắn lên mình mới lại tưới kích rễ. Rồi thì hôm nay được một tuần lễ rồi các bạn, thì hôm nay mình ươm nó được một bỉ cũng ngon lành lắm rồi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ lên cho các bạn xem. Thì cách ươm hạt thì cũng đơn giản thôi các bạn, là nó cũng dễ lắm, không có gì khó đâu. Những cái hạt mà nó mới hạ xuống các bạn, trong nó còn mới á, thì mình ươm nó rất là nó mau lên lắm nha các bạn nhé. Còn những cái hạt mà để lâu hết tháng này qua tháng nọ rồi á, đó lúc đó mình ươm khả năng nó nảy mầm khó lắm các bạn. Thì những cái hạt này nè nảy mầm rất lẹ luôn. Thì cái này bây giờ nếu mà mình ươm á, thì mình lấy mình ngâm nước, mình ngâm khoảng 15-20 phút nha các bạn. Ngâm nước cũng được, hoặc là mình có Artonic hay là N3M mình vội lên mình ngâm cũng được các bạn. Còn không có ngâm nước không cũng được các bạn. Mình vừa rồi mình ngâm một vị nước không á, nó cũng lên ngon lành. Đó thì mình lấy ít hạt ra mình ngâm vô cái này Artonic nè. Đó mình ngâm khoảng nãy 20 phút rồi. Thì mình ngâm xong nó có thể là mình sẽ đưa ra cái này luôn. Đó mình sẽ đưa ra mình trồng luôn nha các bạn. Còn hoặc là mình lót một cái lớp, hoặc là mình lót một cái giấy thấm các bạn bên dưới, xong rồi mình cho hạt vô ướt rồi nha các bạn. Đó hôm nay là được 4 ngày nè các bạn. Đó thì hôm nay nó cũng đã nảy mầm rồi. Cái này mình vừa rồi mình có cho 10 hạt nè các bạn. Đó khi nó nảy mầm rồi thì có thể mình sẽ lấy ra. Nó dễ ăn xuống như này, nó ăn xuống cái lớp này luôn các bạn. Nhìn nhẹ không có nó đứt rễ các bạn ơi. Ồ cái này nó lại mầm sớm quá, nó ăn xuống dưới cái giấy luôn đó. Kéo mạnh nó đứt. Ok nó. Mình sẽ cho vô đây nha các bạn nhé. Đó thì 10 hạt này là mình cho vô cái giấy thấm rồi cho nước vô các bạn, cho nó thấp, cho nó sấp nước. Xong mình cho vô là để cái này 4 ngày là các bạn thì nó sẽ nảy mầm. Đó nếu mà như vậy thì cũng được rồi, đến lúc nó nảy mầm xong mình cho vô. Còn hai nữa thì mình ngâm. Đó mình ngâm xong. Mình ngâm xong rồi mình cho nó vô luôn cũng được các bạn. Đó mình ngâm xong mình vớt ra, mình ngâm khoảng 20 phút, 15-20 phút các bạn, xong mình vớt ra mình trồng luôn cũng được. Đó, nếu mà mình muốn để mình cho nó ra mầm rồi mình ươm, hoặc là mình ngâm rồi mình ươm luôn cũng được nha các bạn, cách nào cũng được hết. Thì nếu mà ươm như vậy á, nếu mà tỷ lệ nó đạt được 8-90% là hiệu quả nha các bạn nhé. Để tí nữa mình cho các bạn xem cái vị mình ươm được một tuần lễ. Là hầu như là mình thấy hầu như là nó ra hết luôn đó các bạn này. Đó thì đây nó cũng đó, có thể là mình sẽ vớt ra mình ngâm 15 phút 20 phút xong rồi mình vớt nó ra mình cho vô luôn đó các bạn. Thì cái này mình ươm ở trong cái ươm một số ít ở trong cái này thôi nha các bạn nhé, để mình làm cho các bạn xem thôi. Rồi đây là các bạn, thì những cái hạt mà nó trắng trắng mà nó nảy mầm rồi nè, thì mình đã ươm trước vô cái giấy là 4 ngày rồi đó. Còn những cái hạt này thì mình mới ngâm cái Atonic nha các bạn nhé. Mới ngâm Atonic được 20 phút thì mình cũng dâm, mình cũng ươm chung vào đây luôn đó. Mình chia cho nó đều đi nè, xong rồi mình lấy cái chấu hun hoặc là sơ dừa cũng được các bạn, có cái gì mình làm cái đó. Mình rắc nó lên, rắc để cho nó lấp đi nha các bạn nhé, cho nó lớp mỏng thôi, đừng có nhiều quá rồi sẽ nó đẩy cái mầm lên không nổi các bạn. Đó, thấy nó vừa kín thôi được rồi. Rồi vậy xong thì mình tưới nó luôn nha các bạn nhé, mình tưới cho nó ướt đẫm nha. Đó, thì những cái mà hạt ươm này thì nó phải rất cần nước nha các bạn, không có được để cho nó khô, nó khô là nó hư đó các bạn. Đó, mình tưới, mình thấy cái nào mà nó lồi lên thì mình lại cho một ít, mình lấp nó lại nha các bạn nhé. Đó, nó cứ ẩm ẩm là nó lên rồi các bạn. Rồi mình tưới nước cho nó xong rồi các bạn. Thì những cái hạt này là mình ươm từ 4 ngày là bắt đầu nó nảy mầm rồi nha các bạn nhé, cho đến khoảng chừng 7 ngày, từ 4 ngày đến 7 ngày là nó sẽ bung ra, nó sẽ ra hết luôn. Đó, thì bây giờ các bạn xem là cái vị mà mình ươm được tuần lễ nha các bạn. Đây thì cũng nó luôn các bạn, thì hôm đó mình vừa rồi mình có nói là để mình lấy mình ươm một vị á, hôm nay thì một tuần lễ nè. Đó, thì hôm nay mình thấy nó cũng lên hết rồi các bạn, nó đẩy nó lên hết rồi nè. Bây giờ nó lên xong rồi thì các bạn sẽ rắc thêm chấu hun vô nha các bạn nhé, hoặc là chất chồng vô cho nó để nó giữ cái chân đó, chứ giờ chân của nó yếu lắm. Tại vì lúc đầu tiên mình mới có lắp lớp mỏng mà, cho nên là nó ra cái là nó sẽ bị hở chân nha các bạn. Đó, thì bây giờ có thể là mình cứ lấy cái chấu hun nè khô á, mình rải cho nó đều hết, cho nó lấp cái chân đi, xong mình tưới lại nha các bạn nhé. Hầu như mình thấy là nó lên muốn hết luôn đó các bạn. Thì trừ trường hợp những cái hạt mà nó bị lép hoặc là nó yếu quá nó không lên được thôi, chứ còn thường là nếu mà hạt mẩy này kia nó lên được hết đó các bạn. Này nó cũng đang nhú lên luôn nè. Đó, thì sau một tuần lễ nha các bạn nhé. Rồi thì mình cũng ươm 1-2 vị gì đó các bạn để mình chơi. Còn dưa bằng này hạt nè, cũng còn cỡ chắc ít nhất là cũng khoảng 600 mấy 700 hạt á, mình sẽ giao lưu nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ để số điện thoại ở trên phần mô tả, rồi các bạn có cần hạt mà ươm thì alo mình nhé. Rồi còn cái cây này thì hôm nay là bắt đầu là chắc mình xả tàn đi, rồi mình đợi cho nó bắn trồ bắn tược rồi lúc đó mình mới tưới nha các bạn. Đó, mình sẽ phục hồi lại cái cây này đó, các bạn thấy nó thê thảm không, te tua luôn cái sứ hạt là. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình. Xin chào.